Chào mọi người, em mới chỉnh xong cái mạng mẽo rồi này kia. Hello mọi người ơi, vào lại giùm em đi cả nhà ơi. Hơi trục trặc đầu live một tí. Nhưng mà không sao, hôm nay rất là nhiều hàng đẹp mọi người. Hôm nay rất là nhiều hàng đẹp luôn nha mấy bà. Hôm nay em vui lắm mọi người, bởi vậy sale thoải mái luôn, sale giá nói chung là sập sàn luôn mọi người ha. Hôm nay em vui lắm, bé nhà chị lưng quần đo là 24 là ok, bé dưới 24 không vừa nha, chị mua cũng quen nên để giúp chị Thảo Huỳnh ok. Ok chị nhá, size 2 ha. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nha, cả nhà ơi, mình vô lại chia sẻ bài viết lại giùm em đi cả nhà ơi. Hôm nay là em dọn kho nha, tối em sẽ lên hàng mới. Và bây giờ em sẽ dọn kho cái gì cũng có luôn nha cả nhà. Mọi người chia sẻ bài viết giùm em với chế độ công khai nha cả nhà ơi. Ba mã may mắn dành tặng cho mọi người. Đâu rồi ta? Đây mọi người ơi, dễ thương chưa? Mấy cái áo này xuất sắc luôn nha, trai gái mặc đều được. Chia sẻ bài viết giùm em với chế độ công khai 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm với chế độ công khai giùm em nha mọi người. Mọi người chia sẻ với chế độ bạn bè rồi này kia cũng không được nha. Phải chia sẻ với chế độ công khai mới được nha mọi người ơi. À, chị có set quần caro nãy mới đăng không chị ơi? Trời ơi, cái đó là tôi đã quán qua rồi đó. Cái hàng hãng sang đó là đã quán rất là nhiều rồi. Mà hàng nhà em thì cái phong cách như thế không à mọi người. Những cái phong cách như vậy rất là nhiều luôn. Rồi, chia sẻ bài viết với chế độ công khai giúp em. Để. Rồi, hình như là cái set nãy cũng có nữa. Bé trai ha, xuất sắc luôn. Cái set lúc nãy quá, nhìn nó hàng quá ha mấy bà. May mắn kèm số cân giùm em. Ồ lột, may mắn kèm số điện thoại giùm em nha cả nhà. Mấy bà cứ spam nhiều vô, spam nhiều vô, không giới hạn lượt spam. Mấy bà cứ spam thoải mái nha. May mắn kèm số điện thoại. Coi like nhà em là thế nào cũng được nhận quà thôi. Bà nào mà coi lâu rồi chưa được nhận quà thì thì nói giùm em. Nói nha cả nhà ơi. Rồi khách mới đâu khách mới ơi. Chị Duyên Kỳ nè. Em thấy chị Duyên Kỳ khách mới, hình như khách mới có logo người chia sẻ luôn nè mọi người. Mọi người cố gắng chia sẻ giùm em 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm với chế độ công khai là nó sẽ hiện lên logo nha cả nhà ơi. May mắn kèm theo số điện thoại giùm em. Hôm nay em nói chung là cái gì cũng có nha mấy bà. Mấy cái hàng này em còn tái hai cái em sale luôn mấy cái này. Sale luôn, sale hết luôn cho cả nhà nha. May mắn kèm số điện thoại giùm em. May mắn kèm số điện thoại giùm em cả nhà ơi. May mắn kèm số điện thoại giùm em. Rồi tiếp tục mọi người. In đi Phương ơi, may mắn 85 chị đang xem. Mọi chế cho em xin 3 nút chia sẻ trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm. Bà nào mà ngại chia sẻ trên hội nhóm thì chia sẻ từ cá nhân giùm em cũng được luôn nha cả nhà. Hôm nay mạng mẽo ok không mấy chế? Hôm nay mạng mẽo ok, mọi người cho em hỏi là mạng mẽo và có nghe rõ em nói không? Có rõ, coi có được rõ không cả nhà ơi? Mấy bà nào mà nói thấy mờ thì nhớ nhắc em nha cả nhà. May mắn kèm số điện thoại giùm em. Đầu like thì em sẽ nói chung là hôm nay sẽ sale đi. Lên hàng sale không nha cả nhà ơi. Hôm nay chưa, hôm nay là lên hàng sale không. Bà nào mà săn hàng sale thì chờ em. Coi em rồi tối nay mình lên hàng mới nha mấy chế ơi. Tối nay lên hàng mới rất là nhiều hàng luôn. Rồi em xin chào tất cả mọi người. Có đồ đây, có rồi đây. Rồi con may mắn đầu tiên là cái gì nãy em đưa ra. Con may mắn đầu tiên là cái áo này đúng không cả nhà? May mắn cả nhà ơi. May mắn đầu tiên em có bill rồi nè. Chị dê dê nhé, chị dê dê. Số điện thoại đuôi là 037 chị dê dê ơi. Có ở đây inbox giùm em nha chị dê dê. Và mua thêm một sản phẩm nữa để em gửi cùng nha cả nhà ơi. Rồi chị dê dê. Chị dê dê có chia sẻ cho Phương ơi. Kiểm tra chị dê dê có chia sẻ chưa. Chị dê dê được mã may mắn nha em nha. Xin chúc mừng chị dê dê nhé chị dê dê ơi. Rồi tiếp tục. Hả? Có chia sẻ bài cũ. Có chia sẻ bài cũ chưa? Chia sẻ cũng in ra nữa bà. Lại Phương ơi. Cho chị nào có lượt chia sẻ đi. Bà dê dê chưa chia sẻ nè. Dê dê ơi, chị dê dê ơi, chia sẻ giùm em nha. 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm với chế độ công khai. Rồi tí nữa quay lại chị dê dê chưa chia sẻ thì để chế lên lại cái mã may mắn đó dành tặng cho chị khác nha. Tiếp tục mã may mắn thứ hai nè mọi người ơi. May mắn thứ hai kèm theo số điện thoại giùm em nha. May mắn thứ hai.
like kèm theo số điện thoại, kèm theo lượt chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hỏi nhóm với chế độ công khai nha mọi người ơi. Công khai giùm em. Trời chứ nhỏ này. Rồi may mắn kèm theo số điện thoại nha. Shop ơi shop xả giùm em cái quần bé gái màu vàng tơ 27 rồi nha chị ơi. Em xả rồi nha. Rồi tiếp tục mã may mắn thứ hai em xin dành tặng cho chị nào đây? Chị Trang Đàm, chị Trang Đàm ơi, chị Trang Đàm có chia sẻ chưa Phương? Rồi chứ. Chị Trang Đàm có chia sẻ rồi. À, em xin dành tặng mã may mắn thứ hai này cho chị Trang Đàm, số điện thoại đuôi là 047 nha chị Trang Đàm ơi. Chị Trang Đàm có ở đây inbox giùm em nha chị Trang Đàm ơi. Và mua kèm thêm một cái sản phẩm em sẽ dành tặng cho chị nha. Rồi tiếp tục. Con may mắn thứ ba này. Mấy bà chia sẻ bài viết giùm em đi cả nhà ơi. Trời ơi, càng tặng càng tụt view là sao? Càng tặng càng tụt view là sao? Chia sẻ bài viết giùm em 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm với chế độ công khai cho em thấy logo người chia sẻ của mấy chế nha. Tiếp tục mã may mắn thứ 3 em xin dành tặng cho chị nào đây? May mắn thứ 3, em lên xong mã may mắn này em lên hàng luôn. Chế nào cũng sẽ được, nói chung là em sẽ tri ân chế nào giống như là cũng được nhận quà luôn á mọi người ơi. Em xin dành tặng cho chị gió, cho nó gió nó thổi ở dưới đây luôn chế. Rồi mã may mắn thứ 3 này em xin dành tặng cho chị Mai Thu Loan. Chị Mai Thu Loan có ở đây không chị Mai Thu Loan ơi? Rồi em xin dành tặng mã may mắn này dành cho chị Mai Thu Loan nhé. Chị Mai Thu Loan có số điện thoại đuôi là 964 nha chị Mai Thu Loan. Có ở đây inbox giùm em nhé chị Mai Thu Loan ơi. Em xin dành tặng con chương váy này cho chị Mai Thu Loan nha. Rồi chị Mai Thu Loan kiểm tra chị có chia sẻ chị Phương. Có chia sẻ rồi em xin dành tặng cho chị nha chị ơi. Rồi lên hàng luôn đi mấy bà ơi. Lên hàng đầu like đồng giá 50.000 nha cả nhà. Đầu like đồng giá 50.000 kèm theo số cân giùm em mấy chế ơi. Hàng đồng giá đầu like 50k kèm số cân. 50k kèm số cân em coi mấy này còn áo Ruby Yuyo không lấy ra. Mấy cái áo Ruby Yuyo chế. Rồi xin cảm ơn Kai, xin cảm ơn chị Mai Thu Loan nha. Chị Mai Thu Loan cũng khách hàng thân thiết từ ở bên Kai tới bên đây luôn rồi nè. Từ bên Hậu Giang, phải không? Rồi tiếp tục lên hàng luôn nha cả nhà ơi. Lên hàng luôn, nhanh luôn, hôm nay em lên rất là nhanh nha cả nhà. Chia sẻ bài viết giùm em với chế độ công khai 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm với chế độ công khai nha. Ở hôm nay mình săn hàng sale thì mình cố gắng là chịu khó chia sẻ giùm em nha cả nhà. Rồi, may mắn A1 chứ nhầm A1 rồi A1 kèm theo số điện thoại giùm em mã A1 50.000 mọi người ơi. Mã A1 50.000 này size 100 nhưng mà tầm khoảng 15 tới 17 kg. A1 size 100 15 tới 17 kg kèm size giùm em nha, tại vì có áo này cái form nó rộng. Mấy đứa đó lạnh phải không? Chứ chỉ vô chế lạnh thấy do không nhỉ? Để chế chỉ vô chế nè. Rồi tiếp tục mã A1 kèm số cân giùm em đi mọi người ơi. Kèm số cân và kèm theo lượt chia sẻ giùm em nhé. 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm với chế độ công khai giùm em nha mọi người. A1 kèm số cân mới được mấy bà ơi. A1 kèm số cân nha. A1 nè. Được. Rồi A1 kèm số cân, A1 kèm số cân. Tiếp tục mã này là A2 luôn, đồng giá 50.000, A2 là size 120. A2 là size 120 cho bé từ khoảng 15 tới 19 kg. A2 là size 120 50.000, 15 tới 19 kg kèm size giùm em A2. Rồi. A1 em xin chúc chị Thảo Huỳnh ạ. Rồi, tiếp tục A2 đi cả nhà ơi, con A2 này dễ thương quá, rất là hàng luôn nha mọi người. Phối đồ phối với lại quần jean, thôi xuất sắc luôn con A2 này. A2 kèm số cân giùm em 50.000 A2 kèm theo những lượt chia sẻ đi mấy bà. Cố gắng là chia sẻ giùm em 2-3 lần trên trang cá nhân và hội giờ lớn. Hội nhóm nha mấy chế ơi. Hôm nay chị Angie ơi, hàng Ruby có một số mẫu à. Chị gán đợi em nha. Trời ơi, cái đợt hàng sau này là hàng của bé lớn rất là nhiều luôn. Mà cái phong cách rất là hàng luôn. Như cái đợt hàng hãng sang vậy đó mọi người. Mà còn hàng hơn nữa chứ. Cái hàng nó rất là xịn sò luôn. Cố gắng là mấy bé lớn lớn nhớ chờ em nha. Hết tháng lương với shop rồi.
Chị muốn mail ơi. Chị muốn mail này A2 chứ không phải là A3 chị ơi. A2 chốt cho ai? A2 á Phương đúng. Tương cứ chốt đúng đúng số mã đi Phương. Đúng mã và đúng số cân đi cho chị nào trước? 20 kg á. 2.2. Em ban chưa lên mà chị muốn pin rồi. Rồi chốt cho ai A2 nhiều mà Phương? Dạ. Vậy đi cho nó cho nó nhanh em. A2 á. 20 kg nha. Ừ. Rồi, tiếp tục mã này là mã A3 mọi người ơi. A3 này size 100, size cho bé từ khoảng 12 tới 14 kg. A3 size 100 nha cả nhà. Mã này là A3 size 100, 12 tới 14 kg. Đúng cú pháp và đúng số cân giùm em nha mọi người. Mình đi nhanh thôi cả nhà. Rồi A3 kèm số cân, mã này bé trai bé gái mặc đều được nha cả nhà. Bé trai có thể phối cái áo trắng ở trong và phối cái áo dạng sơ mi khoác ở ngoài cũng được nữa. A3 kèm số cân giùm em, 12 tới 14 cân, 11 cân mặc được luôn. Cái form áo thun rất là dễ mặc cái form đó. Rồi tiếp tục mã này là mã A4 kèm số cân giùm em. A4 này cũng 50.000 luôn mọi người ơi. Kèm theo lượt chia sẻ nha mấy chế. Chia sẻ giùm em 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm với chế độ công khai giùm em. Bà nào mà ngại chia sẻ cá nhân, chia sẻ hội nhóm giùm em cũng được nữa nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục mã này là mã A4 kèm số cân. A4 này cũng size 100 luôn, size cho bé từ khoảng 11 tới 13 kg. 11 tới 13 kg A4 chị Duyên Dương size 103 không? Không có size 103 chị Duyên Dương ơi. A2 em chúc chị Tiến Võ, A3 em chúc chị Võ Nguyên. Rồi A4 kèm số cân giùm em đi mấy chế. A4 kèm số cân. A4 10. A3 em hết rồi, chị muốn pin đây. 10 tới 12. A4 15 19 kg rồi. A4 em chúc chị Mai Thu Loan. Rồi tiếp tục. Rồi A5 giùm em, con A5 này chia ân cho mọi người 50.000 luôn. A5 kèm số cân. A5 kèm số cân giùm em. A5 kèm số cân. A5 này size 90, size cho bé từ khoảng 10 tới 12 kg. 10 tới 12 kg A5 giùm em mọi người ơi. A5 10 tới 12 kg giùm em. A5 10 12 kg A5, con A5 này nói chung là cái chất quần nè, nó bo chân như thế này nè, xuất sắc chưa mấy bà. A5 kèm số cân nha mấy chế ơi. A5 kèm số cân giùm em, con A5 này xuất sắc luôn mấy bà. Phối với là áo thun màu trắng dễ thương lắm. A5 kèm số cân. A5 A4 em hỏi rồi chị. A4 em chốt chị Đỗ Nguyên rồi chị ơi. Rồi A5 đi mấy chế ơi. Đó là Thu Loan. Xin nhầm. A5 đi mấy bà chế ơi. Rồi mã này là A6 luôn. A6 luôn, xuất sắc 10 tới 12 kg anh. A5 đó 90 nha Phương. A5 em chốt chị Đỗ Nguyên tiếp tục ạ. Rồi tiếp tục mã này là mã A6 luôn cả nhà ơi. A6 con quần bo chân 50.000 luôn. Nhanh tay nào. Chia sẻ cho em nhé cả nhà. Bán giá quá sốc luôn rồi, phải chia sẻ cho em mới được nha. Mã này là A6 kèm số cân giùm em. Cái này A6 size 90 luôn, size cho bé 10, 12, 13 kg. A6 10, 12, 13 kg kèm số cân. A6 em cho chị Võ Thị Mỹ Linh. Rồi A7 luôn cả nhà ơi. A7 size 90 luôn, size cho bé từ khoảng 11 tới 13 cân. 11 tới 13 cân A7. A7 50.000 luôn, 11 tới 13 cân kèm size giùm em. A7 11 tới 13 cân nha cả nhà. A7 kèm số cân, 11 tới 13 cân kèm số cân giùm em. A7 kèm số cân. Rồi con quần này là mã A8 mọi người ơi. A8 là con quần này. A8 kèm số cân. Một cái được không biết. Được. A8 kẹp số cân mấy chế ơi. Ôi em có cái quần đen hồi nãy mới đăng á. Nhưng mà màu này, cái quần hồi nãy mới đăng nhưng mà màu này cũng đẹp nữa. Màu này chỉ có một cái thôi. Chế nào thích thì tí nữa em bán nha cả nhà. A7 em cho chị Ngân Ngô Juni à. Rồi mã này là A8 luôn. A8 mấy chế ơi. A8 cái này size 120, size cho bé 15-18 kg. A8 là con quần váy nha cả nhà. 15-18 kg. A8 kèm số cân giùm em. A8 kèm số cân mấy trẻ ơi. A8 em chốt chị nghe mua Juni. Có một cái thôi à. Hết rồi. Rồi A9 luôn nè, con quần 50.000 A9, con quần linen nha cả nhà. 50.000 A9 luôn. Cái mã này là size 140, size cho bé từ khoảng 22 tới 28 kg. 22 tới 28 kg. A9 kèm số cân giùm em. A9 không? A9 kèm số cân giùm em nha mọi người. Con quần chất linen nè mọi người, phối với áo thun nó xuất sắc luôn. 22 tới 28 kỹ âm. A9. Rồi, tiếp tục mọi người ơi.
không để trên ghế. Có áo luôn đi vô không chị ơi. A9 em cháu chị Văn Nguyễn. Chị đòi gì vậy? Chế đòi chị. Đâu, A9 em hết cho chị Thương Thương ơi. Lấy em một caro 9 ký đi. Caro đó chưa, đâu còn có cái rồi mấy bà ơi. Rồi, tí nữa đi một caro đó, tí nữa đi mấy bà. Rồi con này là A10 đi mọi người ơi, A10. A10 này size lớn nè, size cho bé từ khoảng 22 tới 28 kg, 23 tới 28 kg, kèm số cân giùm em 110. Ủa 50.000 chứ nhầm. 50.000 A10 kèm số cân nhá. A10 kèm số cân, ba lô em đang về nha chế ơi. A10 kèm số cân giùm em, A10. Rồi A10 kèm số cân đi mấy bà ơi. Em về cũng với ba lô cho em. Đang về ở chế ơi, mấy nay kẹt biên dữ lắm luôn, không về được. Rồi mã này là A11. A11 này cũng đẹp nè, trai gái mặc đều được nha. Mấy cái màu này nó rất là hàng luôn, hàng ruby mọi người. Không lo về chất nha cả nhà. Mua hàng nhà em là không cần phải lo về chất. A10 em cho chị Quỳnh Hoa. Rồi A11 kèm số cân giùm em. Mấy cái bọc này bọc nào xài được xài đi em. Rồi A12. A11. Ủa A11 phải không? A11 này 19 tới 23 kg. A11 50.000 luôn, sang 130. Cái ba lô trắng căng thôi trời. Để em bán luôn đi em. Em hình như còn một hai cái hả? Còn không? Hay là còn chỉ còn một cái hả? Cái ba lô này em bán sớm á, mới chế tí nữa em bán luôn cho bà nội thích nè. Ba lô này em biết bán nhiêu giờ. A11 sang 130 22 kg. A11 130 22 kg. Cái gì bán sớm như A11 em chốt Thanh Nguyễn. Hôm bữa bán sớm nhiêu, 200 mấy không? 280. Biết bán cái ba lô này nhiêu giờ? Có bán mới chế 279 nghìn. Cái này nó bị ấy à, nè. Biết bán sao luôn á, bán cho chị. Bao nào vậy? Đấu giá đó chị. Chị Thương Thương á, đấu giá em chứ. Bắt đầu là 280. Nhưng mà cái này á, nó đang nó bị về sao em bán? Cái cọng này về bà nào chịu á, về lấy mua cái móc khóa á mấy chế gắn vô nè, nó bị ấy một tí thôi à, mua móc khóa gắn vô nha. Bà nào mà mua thì inbox đi cái ba lô. Giá khởi hành đấu giá là 280.000, chỉ là đấu giá cao số bán gì đó. Nói chưa chứ, chứ bán 180.000. Trời ơi, khoan lên giá chứ. Cái bà muốn với giá nhiêu nè? Nốt đi, nốt nhiều. Đấu giá đi, đấu giá đi mới chế. Kệ nó đi, chị sửa. Giá ghi điểm là 280.000. Tôi chịu nha. Rồi, bà Thương chịu kìa. Chịu hả? Chưa bán chưa? Số em chưa bán đâu. Em còn kèo giá chưa? Giá trên cái ba lô chứ. Đây còn cái duy nhất à. Nhiều. Cái số trên ba lô á, 192 ạ. 192 bán lỗ rồi. Ê, ba lô nhiêu chị kìa, chứ ơi, tôi chịu. Thôi ba lô bán cho chị Thương. 192.000. 150 thôi. 192.000 chị ơi. Chị cho chị Thương phải không? 150 thôi. Rồi, đấu giá thành công. Chốt. Em chốt cái ba lô cho chị Thư Thư với giá là 192.000 chị ơi. Rồi. Thần nha. Trời trời, em ba lô đang về rất là nhiều ba lô luôn mấy chế. Trời em đẹp lắm, nhiều ba lô rất là đẹp luôn, ba lô nhỏ nhỏ dễ thương lắm mấy bà. Cha rồi tiếp tục mã này là nhiêu rồi? Dạ, A12. 150 á chế. Ok chế. A12 kèm số cân giùm em, A12 50.000 luôn này cả nhà ơi. A12 50.000 nha, bà Thơ phải chia sẻ cho em nha, bà Thơ bán cho bà con đó đó. Rồi. Tôi ngóng ba lô bữa giờ. Trời ơi. Ba lô chờ đi mấy bạn, về rất là nhiều ba lô luôn, đợt này kẹt biên. Thư chứ không phải Thơ đâu. Thư. Rồi mã này là A mấy? A12. A12 kèm số cân giùm em nha mọi người ơi. A12 này size cho bé từ khoảng 25 tới 32. Ở size 150 nè, nhưng mà tầm khoảng 26 kg đi, 26 tới 32 kg. A12 26 tới 32 kg, kèm số cân giùm em, 35 kg mặt đường vô tới khoảng 30-32 ở 150 đó, size 150 đó. A12 em chúc chị Đỗ Nguyên. Cô chia sẻ rồi nha, cảm ơn chị Thương Thương. Trời ơi. Về ba lô băng tử chứ. Chia sẻ một nút là mấy nút nhiều lắm. Chị nhắn mấy nút rồi. Một nút thì 192.000. Hai nút thì 182.000. Ba nút thì 162.000. Rồi. Rồi tiếp tục.
Má này là A bao nhiêu? A13 này em còn cái size 120 nè mọi người. Trời ơi, sót mấy cái quần này còn sót hoài luôn. Anh giao hàng lại chứ. Anh giao hàng lại hả? Cho Tư lên đi. Cục bự. Nhí nhí chạy ra, chạy ra đi nhí. Chạy ra mang xuống dưới rồi. Ủa không, kêu ổng mang lên hoặc là kêu đĩa gì á, coi mấy cục trong bắn. Rồi tiếp tục mã này là A bao nhiêu? A13. A13 kèm số cân giùm em, con A13 này cũng 50.000 luôn, size cho bé 15 tới 2. 18 kg có mấy cục trước không? Em coi chừng nha, chế chế quăng á hơn. 15 kg. Rồi, chia sẻ 10 lần còn 92.000 phải không? Đó luôn á chứ không được, không được. Ôi con quần trắng này em còn nè mấy chế. Em có một cái là chị ngân môn vô đi ơi, em chốt chị 14 kg nha chị ơi. Ừ. Với lại mấy cục màu đen kêu ảnh lên lấy. Áo phông như của chị đang mặc có không ạ? Ồ. Qua Loan đi chế, Loan bể rất là nhiều áo phông luôn nè. Rồi. A13 em hết nha mấy chị ơi. A14 đây nè mấy chế, A14 50.000 nè, em còn hai cái A14. A13 chốt cho ai vậy Phương? Dạ, A13 em chốt cho chị Ngân Môn Uni. Rồi tiếp tục A14, A14 size lớn nè mấy chế ơi. A14 em còn size cho bé từ khoảng 30-35kg, 28-35kg A14, con quần chất đuổi nha cả nhà. Chất đuổi, nhìn giùm em là chất đuổi nha mấy chế, 50.000 thôi, nhanh lẹ cho mọi người nha. A14 hả? Sang 150, 40kg được luôn nha mấy chế. Ngân mặt 140 hả? 40kg được luôn nha mấy chế, phối chung với lại những cái áo màu rất là... Áo phông bên Loan bán hình như có 150 hay gì à. Em áo này em mua ở Uniqlo, dạng dạng giống vậy nè. Rất là nhiều luôn mọi người, bên trái Loan bán á. Chị Loan chứ bán. Lên xuống ký giúp em nha. A14 không có 100 cân á chị Thư Thư. 30kg hả chị Thư? 30kg mặt đó vừa. Vừa chứ. Vừa vừa. Cái phông quần led linen mà. Linen mà. Chị Thư vừa. Khỏi ghi, khỏi ghi. Có hai cái rồi, khỏi ghi đâu em. Rồi tiếp tục mã này là A15. A15 này dễ thương quá à. A15. Hai size giống nhau không chứ? Hả? Hai size giống nhau á. A15 này 70.000 đi mọi người. A15 70.000 nha, con áo quá xịn sò luôn. Con này size lớn nè mấy chế. Con này size cho bé từ khoảng 35 tới 40 kg. 35 tới 40 kg. Áo chị đây có 135.000 à, mặc xịn xỉu. 130.000 à. Mấy bà. Bỏ nhiều luôn. Lắm, em lấy rất là nhiều hàng. Đóng, nói chung là đóng rất là nhiều áo thun. Em là mặc áo thun nhà chị Loan không á, lâu lâu ngựa đi mua vậy thôi chứ toàn là mặc áo thun. Tại vì em đóng hàng bạn bè em bán cũng nhiều nữa, mấy cái áo thun rất là rẻ luôn mọi người. Có 100 mấy nè. Em về cho chị Loan rất là nhiều luôn á. Chất liệu là khỏi bàn cũng được chứ. Ừ. Tại vì em ở bển em có người đi giống như là người nhà thôi à, chứ cũng không có tốn chi phí nhiều nữa mọi người, nên được cái giá rất là ok cho cả nhà luôn á. Rồi, tiếp A bao nhiêu? A15. A15 này cái size 160 lận. Từ khoảng 35 tới 40. A15 đó 70.000 đó mấy chế. 60.000 không cương mọi người đâu, cái áo đó Babylon đó. Cái áo đó Babylon 35 tới 40 kg, A15 60.000 mọi người. Ủa mấy cái quần. Xin 30.000. Nay có đồ mới chứ em, đang về chị Tami Dương ơi. Em đang lên hàng lẻ size nè chế ơi. Đồ mới đang về nha, chú về tối mà kẹt biên quá, kẹt biên. Rồi tiếp tục mã này là A16, cả nhà ơi, A16 30.000 em còn mấy cái. A15 cho chị Dê Dê, kìa chị Dê Dê kèm số cân giùm em nha, lấy cho chị. Lấy A15 cho chị Thư Thư kìa. Rồi tiếp tục A16 mọi người ơi, A16 này 30.000 A16. A16 30.000 em có mấy cái nè cả nhà. Có size cho bé 10-12kg. Size nói chung là mọi người cứ comment đi. Size cho bé 22kg, A16 kèm số cân giùm em. A16 30.000 chế ơi, quần cao vô vàng cho em đi chế ơi. Mai Thu Loan ơi, cái đó không có size lớn, cái đó size nhỏ. Dồn đơn ok em, dồn tầm khoảng hình như tầm khoảng 4 like mới chế em. Bên em dồn tới 4 like lần. A16 30.000 cái quần legging cho bé gái nha mọi người, thấy nè. Cái chất nè. Quá đã luôn, A16 30.000. Gì? Đủ luôn á, tương đọc đi rồi chế quăng cho nè. 30kg nè. 14 với 18 kg. 14 với 18 kg không có, không có 14 mà 18. Chị Tùng Vi Nguyễn ơi, móc cho em xin thông tin và địa chỉ rồi mới chút đơn. Rồi còn cái size lớn, cái size 10 12 kg với lại cái size cũng hai mấy kg nè. Lấy 9 kg à. 9 kg. Chị Mai Thu Loan hả? Lấy cái quần đó.
Không có cho 9 ký. 7 giờ chốt hoài không được cái nào. Chị lên tú ký là ok chị, nếu mà có thì em sẽ chốt cho chị. Không phải. Rồi tiếp tục, mã này là A16 30 ngàn, càng sai giùm em, A16 càng sai còn mấy cái nè. Chị Tuần Vi Nguyễn ơi, móc cho em xin thông tin nha chị ơi, đừng có comment thông tin trên đây, dễ bị lấy thông tin người ta gửi hàng, mấy cái hàng mà không phải của shop em á. Lưu đi chị, lưu lưu đi chồng 10 ký có size 90, em lấy cái size 90. Đó đây nè, đây nè. Em móc chị coi phải size 90 không? Hả chị? Dạ đúng rồi đó chị, ye mình cũng dễ mua hàng hơn á. Tại vì mình nhanh lên chứ ơi, mình comment nhanh lên. Em là nói chung là mọi người cứ comment nhanh tay lên. Nhiều khi cái này có một cái mọi người em không có nhiều á. Em nhắn tin sao chị, nhắn tin cho chị Tùng Vi Nguyễn kìa. Tùng Vi Nguyễn chứ. Ừ, rồi câu này là bao nhiêu? Dạ, A17. A17 sai cho bé 80 kg nè mọi người, 80-11 kg A17 màu hồng nè, 30 ngàn luôn. A17 kèm số cân giùm em, cái chất rất là đã luôn. Mọi người mua về và mặc thử cho bé rồi review giùm em nha mọi người. Rồi. Có con caro vàng này bán luôn, con caro vàng này mới chết. A16 em chốt chị Chu đi chừng. Lên lên caro vàng đi chị. Để em tí nha chị ơi, cái đó còn có một cái à. Em có inbox sẵn cho chị rồi, chị Tường Vi Nguyễn ơi. Chị Trần Vi ơi, lên thuốc ký giúp em nha, mới chốt được cho chị á. 10 ký không chứ? A17 em giúp chị Ngô Kiều Diễm. Em hết A17. A17 em hết rồi chị Trần Giao Tiên ơi. Rồi tiếp tục. Mọi người thích cái quần caro này em lên luôn. Rồi cái quần caro vàng này 101 nha cả nhà ơi, em còn có một cái à. A18. Quần caro vàng này là hàng hãng sang. Hàng hãng sang là không bao giờ mà có giá, nói chung là 101 là giá cuối rồi đó. Không có chùm cuối rồi đó. Rồi cái này size cho bé từ khoảng 14-16 kg, comment A18 giùm em nha cả nhà. 14-16 kg sang 101, 16-17 kg ok luôn. 15-16-17 kg A18 kèm số cân nha. Còn một cái duy nhất thôi à mọi người ơi, còn một cái duy nhất thôi nha. Cái quần này thì giống cái quần mà em chụp hình đăng lên á. A18 kèm số cân nha mọi người, kèm số cân đi em mới chốt được nha cả nhà ơi. Rồi chốt cho mấy chị có số cân. Ờ, chốt cho chị nào có số cân thôi. Cái quần này còn không? 14 ký được chứ. Được. Cái quần này, caro này. Caro vàng. Em chốt cho chị Kiều lên. Rồi mã này là A19 nè cả nhà. A19 trăm ngàn kèm số cân giùm em. A19 con A19 caro. Mã này mới chế phối kèm với là áo khung xuất sắc luôn mọi người ơi. Dạ em cảm ơn chị Tường Vi Nguyễn ạ. À. Thấy chưa mấy bà? Xuất sắc chưa mấy bà ơi? A19 100 ngàn, A20 101, A19 100 ngàn, A20 101 mọi người ơi. A19 em đang lên hàng xe mấy bà kia, tôi lên hàng này. Rồi tôi lên luôn cho mấy bà. A19 kèm số cân giùm em. A19 kèm số cân mấy chế ơi. Từ từ lên cái mã này xong đi rồi lên hàng sale. A18 hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi, A19 đi mấy chế ơi. A19, cái này em có size cho bé từ khoảng, để chế coi size tới bao nhiêu chị không được. Tại cái form này nó cũng nhỏ. Kỳ lắm, nhỏ lắm. Cái form này nó làm lộn size á. Cỡ mã này mặc được tới cỡ tầm khoảng 20 ký thôi mọi người ơi. 20 ký thôi. Hả? Vừa, nè cái này được không? 20 ký vừa ha. 18 ký. Có 18 ký tới tầm tới 18 ký nha mọi người. Mã này size cho bé từ khoảng 80 ký tới 18 ký kèm size giùm em. In ra chế coi nè Phương. Phương, đừng in hàng lại. Không, để chế coi bill. 12 ký. 12 ký nè. 12 ký nè. 10 ký phải không? Dạ đúng rồi. 10 ký nè. Rồi. 39 ký. Nè, cái bọc nè. 89 ký hả? 9 ký. 9 ký nè. Cái đó cái tôi giá sai nhiêu vậy hơn? 100 thôi chứ. Đó 89 ký hơn, cái đó 89 ký. Rồi, cái này 12 ký nè. 12 ký nè. 11 ký có. 11 ký hả? 11 ký. Hả? Hàng bữa không lấy hả? Chỉnh rồi mà không lấy hả?
kỹ rồi hả? Để chỉnh là khó ghê luôn á, lấy chỉnh dùm cái cũng được nữa. Rồi còn mười mấy ký thôi à cô? Hả? 14 ký nè. 14 ký nè. Chị Võ Mỹ Linh ơi, móc cho em xin thông tin rồi mới chốt đơn cho chị nha chị ơi. Rồi 12 ký hả? À không, đó A 20. A 19 kèm số cân giùm em đi mấy bà ơi. A 19 cộng A 20, 12 ký. Còn cỡ 14 tới 18 ký thôi Phương. Rồi A20 này 101, em có size cho bé 80 ký nha mọi người. 80 ký nha mấy trẻ ơi. 80 ký ổng lấy mấy cục rồi, còn lại mấy cục. 6 bọc nhỏ đó. Ờ bọc đen không lấy bọc nào luôn. Không. Trời ơi. Có bọc đen chỉ đến 5 ký. Trời ơi. Sao lần này ổng khó khăn quá vậy? Nó một bị phạt 100.000đ. Nó số vừa có số ký ảnh lên đây. Nếu như cũng có 6 kg mà chị để, ví dụ 7 kg mà chị để 6 kg mình lấy. Nhưng mà cái này gấp 2 lần. Rồi, có gì chỉnh lại. Rồi tiếp tục mã này là A bao nhiêu? Dạ A20. A20 kèm số cân giùm em nha, 80 kg A20 kèm số cân 80 kg. A19 em xin chốt chị Võ Mỹ Linh, chị Mai Trinh, chị Mai Thu Loan. Rồi A19 còn mấy cái nè Phương ơi. A20 em chốt chị Mai Trinh. Rồi chị thông tin chưa? Một con quần ống rộng của bé gái. Dễ thương quá. Con quần ống rộng này em có size cho bé 8 kg tới 18 kg. Con quần ống rộng bé gái này 101 kèm size giùm em nha mọi người. Con quần ống rộng bé gái 101 kèm size giùm em nha mọi người ơi. Có kèm với lại một cái áo thun trơn. Có kèm với áo thun trơn sắp thương mấy bà ơi. Quần ống rộng bé gái kèm size giùm em nha. Rồi quần ống rộng bé gái này A bao nhiêu? A21 kèm số cân giùm em. A21 kèm số cân giùm em con quần ống rộng của bé gái nha, 8 kg tới 18 kg kèm số cân. Con quần ống rộng này là 101 kèm số cân giùm em nhé cả nhà. A19, A20 16 kg. A20 em hết hàng rồi chị Trần Bảo Linh ơi, chị lấy A19 em chốt A19 cho chị nha. A20 em hết hàng rồi mọi người ơi, A19 em còn hàng nha, A19 em còn size cho bé 14 kg tới 18 kg. Rồi mã này là A21 kèm số cân, chị nhận được tin nhắn của em chưa? Mà em mua mua hàng không, được chưa? Rồi nha chị Gie ơi, chị cứ comment thoải mái đi chị ơi. Ý là em nói là chị mua hàng, chị comment số ký. Chị comment kèm số ký giùm em là được nha chị Gie. Rồi tiếp tục. Size 80. Rồi nè, size 80 có đó Phương. A21 em chốt cho chị Võ Thùy Bảo My. Chị Võ Thùy Bảo My A21 nè, 101. Hả? Đâu có bịch đâu, chế gỡ móc mà. Rồi, A21 kèm số cân giùm em nha mọi người ơi. 8 kg. 8 kg. À A20 em hết rồi nha chị Nhung Võ ơi. A21 là cái quần bi này nha mấy chế. A20 em hết hàng rồi. Rồi tiếp tục lên hàng sale đi mấy bà ơi. Rồi, mã này là A22. A22 60.000 kèm số cân giùm em nhanh tay mọi người ơi. A22 60.000 12 tới 14 kg A22 kèm số cân giùm em nha. Cái chất thì mọi người khỏi bàn rồi. Chia sẻ giùm em lại 3 lần trên trang cá nhân và 3 lần hỏi nhóm với chế độ công khai giùm em nha mọi người. A22 kèm số cân giùm em. A22 kèm số cân này mấy chế. 60.000 size cho bé 12 tới 14 kg A22. Rồi, A21 8 kg. Được á, được á, được Phương. Nè, khỏi đâu em, khỏi đâu chứ lấy nè. Rồi nè. Đó đó. Rồi A22, A23 nè mọi người ơi. Mã này là A23 nha. Con áo này 60.000 kèm size giùm em. A23 kèm số con, cái này size cho bé 20 tới 22 kg mọi người ơi. 20, 19, 19, 20, 22 kg size 130. A23 kèm số cân giùm em nhé. A23 này con này xuất sắc luôn. 60.000 kèm số cân chia sẻ. Bà nào có chia sẻ mới bán giá 60.000 nha mấy bà. Rồi tiếp tục mã này là A24. A24 kèm số cân giùm em. A24 còn mấy cái nè. 70.000 kèm số cân giùm em. A24 70.000 con áo khoái tây. Con áo thun tay dài xuất sắc luôn. A24 kèm số cân. A23 22 kg được. Được, 130 Phương. Gán nghe chứ nói không? A22 em chúc chị Dê Dê. A23 em chúc chị Thanh Nguyễn.
24 kèm số cân đi mấy bà ơi. A24 size 130. Size trăm... nè size 130. A24 kèm số cân giùm em mấy trẻ ơi. A24 70.000 kèm số cân. Có em có size cho bé 10 kg tới khoảng size cho bé 30 kg luôn á. Bao nhiêu ký? 16 kg. 16 kg. A23 hết đúng không? Hết rồi. A23 em hết rồi nha chị Nguyễn Thị Hồng Thắm. 16 kg nè. Rồi. 13 kg. 13 kg. 13 kg, hết 13 kg rồi. Còn size 90 nè, size 120. Size 90, size 120 nè con ơi. Size 140 nè. Size 140. Rồi còn size 140, size 120 và size 90. 10, 12 kg kèm size nè. 80 kg, 70 kg, 70 ngàn, quá đẹp luôn. 15 kg cháu vừa đâu không chứ. 15 kg hả? Cái kia 16 kg hay gì vậy? Rồi con cái 80 cân này dễ thương quá. Con này mã này trai gái đều mặc được nha mấy chế. 70 ngàn xuất sắc luôn, hàng ruby. Rồi còn cái còn cái 80 kg bằng cái size 140 nè Phương ơi. Rồi. A24 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, chị Tường Vy Nguyễn, chị Lê Nữ, chị Quỳnh Hoa. Hơn từng ngày ấy con coi xong có mấy cái thùng này nè, cái nào của hàng ruby con lấy chế. Rồi tiếp tục con quần này 70 ngàn kèm số cân nha mấy chế ơi. Con quần này size 150 nè cả nhà. Bỏ ra chế. Cái này không phải ruby con dục qua bên kia đi. A24 hết rồi chị ơi. A24 bao nhiêu? 19 kg hả? Hết rồi. Rồi mã này là A25 70 ngàn kèm số cân giùm em. Cái này là size 150, size cho bé từ khoảng 35 tới 40 40 kg, 32 tới 40 kg con A. A25 kèm số con. A24 8 kg còn kìa Phương. A24 em chốt chị Nhật Nguyễn Phạm. A25 kèm số con mấy chế ơi. A25 kèm số con giùm em. 70.000 chứ. Hả? 70.000 thôi chứ. A25 70.000 kèm số con. A25 70.000. A25 30 kg. Hả? Được em chế. Được. A25 em chốt chị Thanh Nguyễn. A24 gì có nha chị Tường Vy Nguyễn ơi. Cái đó. Rồi, mã này là A26 kèm số cân giùm em mọi người. A26 70 ngàn luôn. A26 kèm số cân giùm em. Size này size khoảng size 130. Size cho bé từ khoảng 19 tới 22 kg. 19 tới 22 kg kèm size giùm em. 19 tới 22 kg. A26 kèm size nha mọi người. 19 tới 22 kg xuất sắc luôn con quần. Quần này phối với áo màu xuất sắc luôn. A26 kèm số cân. A26 kèm số cân giùm em rồi được rồi. 22 kg. Ừ. A26 22 kg, cái này là cái gì vậy? A25 là có một cái. Cái này cũng được. Ừ, con cái à. A25 em hết nha chị Minh Lý ơi. Mấy cái này mấy bà phải nhâm tay lên. Rồi tiếp tục mã này A27. A27 này size 150 nè mọi người ơi. Size cho bé, ủa size 140, size cho bé từ 25 tới 32 kg. 25 tới 32 kg 50 ngàn. A27 kèm size giùm em. Bà nào có quần quần này review giùm em cái mấy bà ơi. A27 kèm số con. A27 kèm số con giùm em. A26. Không, A25 nè. A26 là A26 nè. Đúng rồi. A24 là cái áo á. A27 là cái gì? Cái chỉ cầm á. Rồi A27 nè. A27 25 kg được nè. A27 50 ngàn. A27 em chúc chị Thanh Nguyễn. Rồi mã này là A28 kèm số cân mọi người. A28 A28 60 ngàn kèm số cân giùm em. A28 60 ngàn size 140 nha mọi người ơi. A28 60 ngàn kèm số cân giùm em. Size 140 là size cho bé từ khoảng 25 tới 32 kg. 25 tới 32 kg con áo sơ mi xuất sắc cho mọi người.
60.000 kèm số cân giùm em. A28 60.000 kèm số cân. Em có hai cái là 25 tới 32 kg, 25 tới 32 kg kèm số cân giùm em nhé mọi người ơi. A28 25 tới 32 kg hai cái nè. Em 27 em hết rồi mới chưa ơi. Con áo sơ mi này xuất sắc luôn, bà nào lấy được hốt được cái đó quá may mắn luôn, thật sự quá đẹp luôn con áo sơ mi. Áo sơ mi đó nói chung là mình mặc ở trong cái áo thun ha, khoác ngoài cái áo sơ mi đó nhẹ nhàng quá đẹp luôn. Có 60.000 con áo sơ mi chất đã lắm mọi người ơi. Tiếp tục mã này là A29. Dạ chị được A26 nha chị Mimi Nguyễn ơi. Sơ mi nam hay nữ vậy chị? Nam. Sơ mi bé nam. Nguyễn Lệ ơi. Rồi tiếp tục. Không, sơ mi đó size cho bé 25 tới 32 kg cho mọi người, đưa lại chế lên lại cái sơ mi đen. Ok em, dạ ok chị. Rồi con này là A27 nè mọi người. A27 60.000 xuất sắc chưa mấy chế. Ở đây có phối kèm cái túi. Cái túi như thế này nè. Quá đẹp luôn con sơ mi. Nè, có nút. Cá sơ mi này bé trai mặc ho mà bé nào mà lì lì người mặc xuất sắc luôn mấy bà. Đẹp lắm luôn á. Rồi 60.000 kèm số cân đi mấy chế. 25 tới 32 kg nha mọi người, săn tay. Cái kiểu này rất là hàng luôn. Nói chung là đơn giản á mọi người. Đơn giản, dễ mang, dễ mặc, dễ phối đồ. 32 kg rồi cho chị Ngọc Bình Bôn. A28 25 tới 32 kg kèm tay nè em nha mọi người. Còn cái 30 kg chứ gì Ngọc Bim Bon nhá. Rồi 30 kg nữa kìa. Khỏi ghi em, khỏi ghi. 25 kg luôn. Hết rồi. Có hai cái. Ừ. Ủa nãy có 3 cái. Có không? Dưới à. Ủa nãy có tầm 3 cái. Đổ ra hết đi chứ dễ thấy. Ai ta ăn chốt chị Ngọc. Ôi, chị Ngọc Bim Bon với chị Ruby Đoàn. Nhiều cái bị trục giả mang luôn á. Chị ơi. Thôi còn không? Còn không? Rồi tiếp tục mọi người ơi. A29 là cái áo thun này. A29 60.000 kèm size giùm em nha mọi người. Con A29 này xuất sắc luôn, 50.000 thôi Phương ơi. A29 50.000 kèm size giùm em mọi người ơi. A29 50.000 kèm size giùm em mấy chế ơi. A29 A29 50.000 kèm size giùm em. A29 50.000 kèm size giùm em. A29 50.000 xuất sắc luôn. Cái này trai gái mặc đều được nha cả nhà. Cái chất rất là đã luôn mấy chơi. Nhìn nè, cái hàng xịn sò giả mang luôn mặc. Cái form lên rất là, nói chung là cái form lên nó lên cái người mình nó ok lắm mọi người. Và cái chất thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. A29 kèm số cân nha mấy chế ơi. A29 là quá đẹp luôn con A29. A29 bao nhiêu ký? 30 kg. Rồi chốt đi Phương, có mấy cái nè Phương. Size 130 không biết có không nữa. 12kg, 27kg không? Không, có size lớn không mà, chốt size lớn đi Phương ơi. 27kg. Size 130 không có, size 150 và size 160 nè, 27kg nè. 130 đó hả chứ? Không, không có size 130. 18kg không có, chị luôn Mỹ Loan ơi. Rồi, còn em còn size size lớn mọi người. Em còn size cho bé từ khoảng 40kg tới khoảng 35-42kg. 35-42kg. Chị tóc lê khôi hôm bữa hẹn bữa xả ra phải không? Không cái. Chị tóc lê khôi hôm bữa hàng chị nói dồn mà nhắn tin chị không trả lời. Sai trăm tư, trăm tư lụng chứ. Sai trăm tư không đó, sai trăm sáu lụng. Sai cho bé 35 tới 42 kg nha mọi người. A29 đó em còn sai cho bé 35 tới 42 kg. 50.000 thôi con áo đó. Thật sự mặc rất là đã luôn mọi người. Mát lắm luôn á mọi người. Bé lớn nên mui về mặc thử. Đẹp lắm cái áo. À, chị em chốt chị Ruby Đoàn và chị Tóc Lê Khôi. Rồi, mã này là A30 chị Tóc Lê Khôi. Đợt này chị gán chốt trên hai cái nha chị ơi. Đợt trước chị chốt có 1 cái, em để lâu quá em xả ra luôn rồi. Rồi, tiếp tục. Mã này là A30. Ok, chị Tóc Lê Khôi. A30, cái này 70.000. Con A30 này cái đồng ha, xuất sắc luôn mới chế.
đẹp chưa? Size 120, size cho bé từ khoảng 19-23kg. 19-23kg, A30 70 ngàn kèm số cân dùm em. A30 70 ngàn. A30 70 ngàn kèm số cân, A30. Rồi. A30 không có size 150 chị Tường Vi Nguyễn ơi. Đó là size 130 chứ ơi. A31 này 70 ngàn luôn mọi người ơi. Cái này size cho bé từ khoảng 12-15kg. A31 12-15kg kèm số cân dùm em. 70 ngàn quá đẹp luôn. Ở trên đây phối nút như thế này nè. Xuất sắc chưa? 23kg cho chị Minh Nguyễn được không? Dạ. Rồi tiếp tục mã này là A31 kèm số cân, size này cho bé từ khoảng 12 tới 14kg mọi người. A31 12-14kg kèm số cân nha mấy chế. Quá đẹp luôn, cái ren rất là mềm luôn, xuất sắc. Ừ, lấy mấy cái mọc ấy á, em mấy cái mọc đó không xài được đâu, cái mấy cái mọc đó để đựng hàng á. Lấy mấy cái mọc kia á. Thấy mọc kia thì lấy mọc mọc mới đó kìa. Có ba cái mọc dán nút rồi luôn mới. Rồi A31 kèm số cân. A31 kèm số cân đi mấy chế. A31 đó tắt luôn con A31. Rồi mã này là A32 60 ngàn luôn mọi người ơi, con quần 50 ngàn thôi Phương. Dạ. A32 này 50 ngàn, size 150 nè, size cho bé từ khoảng 30-35kg. 30-35kg, A32 kèm số cân dùm em. A32, 30-35kg kèm số cân. Em mấy cái nào mà chưa khách chưa chốt á thì chỉ cần khỏi dán bọc lại, chỉ cần để vô bọc thôi, khỏi dán lại. Rồi A32 kèm số cân mới chết. Trời ơi con A32 đó bé trai ha, cái quần túm túm chân ở đây rồi xô lại cái chân. 50 ngàn thôi, quá đẹp luôn. 90kg là cho bé 90kg nè. Quá đẹp luôn, con quần này cho bé đi học hàng ngày cũng được mọi người, cái chất rất là đã luôn mới chế nè. Có co giãn nhẹ như thế này nè. A32 kèm số cân 50 ngàn kèm số cân giùm em. A32 A32 50 ngàn kèm số cân. Rồi mã này là A33. A33 này 70 ngàn kèm số cân giùm em. A33 70 ngàn. A33 này size 150 nè mọi người. Size cho bé từ khoảng 30-35kg luôn. 70 ngàn, A33 70 ngàn kèm số cân. Con quần chất đuổi nha cả nhà. Quá đẹp luôn, con quần này nhí tìm mua này nhí. A33 này đẹp lắm mấy chế. Mấy bà 40 cân mặc được luôn nha. A32 30kg rồi, A33 nè. Thôi con quần này hơi bị đẹp luôn mấy bà. Bé nào mà cao cao ốm ốm nhìn thành á, mặc mấy cái quần này nhức nách luôn á. Thật sự đẹp, quá đẹp luôn. My Color nè mọi người, em chuẩn bị về hàng My Color nè. Cái chất nó rất là đẹp luôn mọi người, nhức cái nách luôn á thật sự. Rồi con quần này size cho bé 40-50kg kèm số cân giùm em. Con quần trắng này 70 ngàn kèm số cân. Cái nó 35kg được. 35kg hả? Được, size 150 á. A32 em chốt chị Ruby Đoàn. A33 em chốt chị Ngô Kiều Diệm. Rồi A34 này 70 ngàn kèm số cân đi mấy chớ ơi. 40-50kg kèm số cân giùm em. 40-50kg kèm số cân nha mấy chế. Size 160 nè, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. 70 ngàn, trời ơi cái chất này, nếu mà đi đâu mà mua 70 ngàn mới chế. 45-48kg ok luôn á. Ồ, cái nói sao cái anh lông mặt dừa chứ, lông mặt dừa phải không chứ. Chị này Ngân mua nhung đi kìa, hay chị nào rồi đó. Lót hả, mày hơi yếu chọn chân 5G á Phương. A34 em cho chị Ngân mua nhung đi, cái này cho chị Linh nè Phương, này cho chị Thơ nè. Đẹp ha, quần xuất sắc luôn, cái quần quá đẹp. Rồi cái quần này 50 ngàn kèm size nè mấy chế ơi. Cái quần 50 ngàn kèm size giùm em đi mấy bà ơi. Cái quần 50 ngàn tiếp tục. A35 kèm size. A35 kèm size có quần đen hoặc kèm cho bé 8kg không có nha chị ơi. Bây giờ thì em đang lên quần sale thì nhiều khi cái size nó hơi bị lộn xộn tí, tối nữa em lên hàng mới mọi người, có gì đón xem nha em nha mọi người. Bà nào mà săn hàng sale thì ở lại cái livestream này và săn ha. Cơm nước bỏ qua. Cơm nước bỏ qua. Vậy này sớm mà cơm nước gì. Trời ơi, rồi A35 này xuất sắc luôn mấy bà ơi. A35 50 ngàn kèm số cân. A35 này size cho bé 6-7 tuổi nè mọi người. Size 120 nhưng mà em nghĩ 6-7 tuổi mới mặc được. Tầm khoảng size 130, size 130, 140 hơn. 20 mấy ký sao? 25, 27. 24 tới 20, 24 tới 30 ký mặc được luôn chứ. Rất thoải mái.
cái lưng rất là thoải mái luôn, size 120 nhưng mà cái size bị khủng rồi đó. Rồi 24-28kg kèm số cân giùm em, con quần 50.000, xuất sắc luôn. Bà này có cái quần này cái chất nè mọi người, cái chất quá đã luôn đúng không mấy chế? A35 A35 em không có 14kg nha chị Quỳnh Thoa ơi. Size 120 nè, nhưng mà size lớn hai mấy ký á. A35 chú chị Thanh Nguyễn. Rồi mã này A36 A36 70.000 kèm số cân, cái quần quá đẹp luôn. Trời ơi, xuất sắc cái quần. Cái quần dễ thương quá trời dễ thương luôn. Cái quần quá đẹp luôn mấy bà ơi. Chết. Kèm cái áo thôi người chết. Gì vậy? Đổi cho chị. Gì nào? Cái chị mong muốn. Ừ. Cái áo đó còn hàng á. Còn. Trời ơi dễ thương quá, nguyên một set luôn nè mấy bà ơi. Em vợ em thấy cái áo này không không? Thấy một cái. Con cái gì hả? Em bán lên rồi còn cái bán. Trời ơi. Nhất cái nách luôn, cái quần này đẹp quá đẹp luôn mấy bà ơi. Size 120 nè, size cho bé 18-20kg. A36 18-20kg, A36 phải không? A36 chứ. A36 18-20kg 70.000 kèm số cân giùm em nhé. A36 18-20kg 70.000 kèm số cân, quá đẹp luôn con quần nè. Rồi bán con áo này 100.000 luôn cho A35. Mấy bà nguyên một set luôn. Xuất sắc luôn mấy chế ơi. Không có 35kg nè bà Phương Lê ơi. A36 20kg nè cho bà nào đây. A37 nè, A37 100.000. Size này size nhiêu đây? Size 101. Size 101 14 tới khoảng 16kg thôi mấy bà ơi. Cái áo này 14 tới khoảng 16kg thôi. Cáo xuất sắc ha, cáo đẹp quá đẹp luôn, 100.000. Áo này A37 kèm số cân, size 101. A36 em cho chị Phương Trần. Như vô đây ta chấm mặt luôn. Cái mùi dầu thơm của Lai Di Hương. Hương ngẹt ngào. Hương mùi lúa bắp. Rồi cái này size 130 rồi mấy chế ơi. A38 size 130, size cho bé khoảng 20kg, 19-20kg kèm size nha mấy chế. A38 hả? A38 size 130 kèm số cân giùm em. Thả thêm mà ta hử rồi. Tới đây luôn. Mấy chế trong live mấy chế được hưởng một mùi gì không ạ? Rồi A38 kèm số cân 60.000 con áo size 338 này, size 130 này mấy chế xuất sắc chưa? 20-23kg, 19-20, 21-22, 23kg mặc được. A38 kèm số cân. Có bèo bèo này 60.000. Quá đẹp luôn, dễ thương. Mùi gà nước không ơi. Rồi A38 này mấy chế. Dễ thương lắm, A38 nó xuất sắc luôn. Ôi con chân váy này 50.000 còn cái nè. Chân váy này sang 130 luôn nè mấy bà. 20-22 phối với cả áo nãy á. Bà nào mà mua cái chân váy đó phối với cái quần này, cái chân váy này nè. Cái áo đó phối với cái chân váy này ok luôn mấy chế. A39 nè mấy chế 50.000. A39 gì? Đúng rồi. Hồi nãy bán 50.000 nè cho bà nào rồi đó. Chân váy đó là phối với chân váy này. Là mặc cái chân váy lên kia. A38 cho chị Gia Cát. Rồi tiếp tục A39 đó kìa. A39 nó đẹp á. À chị Phương Trần ơi, chị A29 là sao chị? Chị Milan không chị ơi? Sao cho ba được. Được. Bà nào mà chốt cái áo đó có chốt không? Chốt cái chân váy ra cho chị đó luôn đi. Chế nào á? Ưu tiên. Cho chị Gia Cát luôn kìa. Chị Gia Cát có cái áo đó rồi, cho bả cái chân váy đó luôn đi. Rồi tiếp tục mã này là A39. Gỡ ra luôn. Nhiều đồ lắm mấy bà ơi. Có nhiều đồ lắm. Tiếp tục A40 kèm size giùm em. A40 này size 140 nè, size cho bé 25-30kg. A40 60.000 luôn. Con quần này nói chung là mặc rất là thoải mái luôn mấy chế. Trai gái mặc đều được nha, con quần xuất sắc luôn.
size 140. Size cho bé 25-30kg kèm size giùm em. 25-30-31kg mặc ok luôn nha cả nhà. Cái mùi dầu thơm của Lan Nhi tới giờ luôn. Nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. A40 kèm size. Nhiều 70 không? 60.000. Ôi cái áo này em còn cái nữa nè mấy chế. Em muốn thôi 30kg. A40 em cho chị Ruby rồi. Thôi tiếp tục. Không biết chị tên là gì nữa, đọc lại. Chị Ruby Đoàn á. Chị Ruby Đoàn cho em thông tin. Chị Ruby Đoàn ơi, cho em xin thông tin về địa chỉ 1-1 chị ơi. Rồi tiếp tục A41, cái áo 100.000 hồi nãy nè mọi người. Em còn size lớn. Size cho bé từ khoảng 24, 23. Nói chung là 22, 23, 24, 25kg đều mặc được. 22-25kg kèm size giùm em 100.000. Con áo này là nhiêu? A41 kèm size giùm em. A41 kèm size nha mọi người. A41 xuất sắc luôn, con áo 100.000 kèm size. A41 100.000. A41 100.000 kèm size giùm em. Bé trai vòng bụng 68 mặc vừa không em? Bé trai vòng bụng 68 hả? Cái vùng thùng đó hả? Vừa. Cái thùng đó nó vô tư lắm mọi người. Cái quần đó nó nói chung là cái lưng rất là ok. Chị Ruby Đoàn ơi, cho em xin thông tin về địa chỉ và phòng inbox của chị ơi. Rồi tiếp tục. Mã này là ăn nhiêu? A42. A42 30.000, không có quần ở trong nha. Trời mọi người. A42 30.000 kèm số tôm giùm em. 20-20kg nè, 19-20, 21kg ok. A42 kèm size giùm em. A42 kèm size. A42 kèm size giùm em. Chị Ruby Đoàn có thông tin rồi. Ừ. Mọi người chấm chấm bài viết giùm em nha mấy chế ơi, chấm chấm bài viết. Ok chị, có thông tin rồi chế ơi. Rồi tiếp tục mã này là A43 mọi người ơi. A43 con quần này 70.000 kèm size giùm em. Ở phía sau có phối hai cái túi như thế này, 70.000 kèm size, sang 140, size cho bé 25-32kg, 25-32kg con quần ống rộng này xuất sắc luôn. Quá đẹp. A43 kèm số con. Ủa A42 có bị ẩn tùm minh không vậy? Có 30.000 mà không thấy chế nào hết chị ạ. Đưa cái chân váy 42 chế lên lại. Mọi người chấm chấm bài giùm em, có bị ẩn tùm minh không mấy chế ơi. Chấm chấm bài cho em đi mấy chế. A43 23kg. Rồi cái này là A42 nè mọi người, 30.000. A42 30.000 kèm số con, 19-22kg. Để đây size 140 nhưng mà mặt tầm 19-22kg thôi ạ. A42 chân váy chất linen, mọi người có thể phối kèm với áo thun cũng được nữa. Quá đẹp luôn. A42 nè mọi người. A42 kèm cốt tân. A42 22kg. Ừ. A43 em cho chị Mai Nguyễn. A42 30.000. Rồi cái áo 60.000. A44 60.000 kèm số cân giùm em. A44 60.000 kèm số cân mọi người ơi. A44 60.000 kèm số cân. Size này size 150. Size cho bé 30-35kg. A44 kèm số cân và chấm chấm bài giùm em đi mọi người. Chấm chấm bài kèm số cân giùm em ở chế. Bên em mưa không biết có bị mạng có bị vấn đề không mọi người. Thấy có rõ không mấy chế? Mọi người xem có được rõ không mọi người ơi? Rồi mã này là A44 kèm số cân 60.000, con áo bubble polo bé gái này, cái chất rất là đã luôn nha. 30-35kg kèm size, 60.000 kèm số cân. A42 em chốt cho Minh Vũ Lưu Phan ơi, cho em xin thông tin về địa chỉ vào inbox nha. Rồi chị Minh Vũ Lưu Phan cách mới, nhớ cho em xin thông tin qua phần inbox nha trời ơi. Rồi tiếp tục mọi người ơi, A45 kèm size giùm em 80kg. A45 80kg kèm size giùm em nha mọi người, 50.000. A45 80kg kèm size giùm em, dễ thương lắm. Cái quần này chất rất là đã luôn. 80kg 50.000 kèm size giùm em. A45 kèm size 80kg 50.000. A45 A45. Ui hôm nay nhiều đồ đẹp quá mấy bà ơi, xuất sắc luôn. 10kg. Ừ. A45 em chốt chị Ngô Kiều Diễm. A45 em hết nha mấy chị ơi.
Rồi tiếp tục em còn hai set này sale luôn 100 ngàn. Hai set này sale 100 ngàn, size cho bé 8-10 kg, 8-10-11 kg, 8-10-11 kg, hai set 100 ngàn nha. Set bé trai bé gái mặc đều được nha cả nhà. 100 ngàn, 8-10 kg giùm em. A46 kèm size giùm em. A46 8-10 kg, em có hai set A46 100 ngàn. 100 ngàn quá đẹp luôn, nguyên một set. Nguyên một set như thế này em còn hai set duy nhất. A46 kèm size mọi người ơi, A46. Size 80 và size 90 đó Phương ơi. A44 em cho chị Minh Lý. Rồi tiếp tục 10 ký được chứ. A46. Được nè. A46 em cho chị Phương Phương Trần. Rồi còn cái nữa nè Phương. 80 ký á. 80 11 ký ok hết luôn á. 10 ký mặc size nào Phương? Size này hay size kia? 10 ký mặc size này đi. 11 ký mặc size kia. Rồi tiếp tục A47 mọi người ơi. Mã này là A47 kèm size giùm em 100 ngàn luôn. Nguyên set này 100 ngàn sale cho mọi người còn 100 ngàn. Còn mấy set thôi mấy chế nhanh size. A47 này em còn mấy set nhanh size mọi người ơi. Coi chừng cái quần khác nha em, coi cái quần đi. Coi cái quần lại giùm chế. A47. Không phải. Không phải, có cái quần coi là con coi size cái quần á, size 80 nè. Đúng rồi đó. Ok. A47 có size 22 không chứ? A47 chế coi cái A47 100 ngàn nha mọi người ơi. A47 sale 100 ngàn cho mọi người nè. A47 này tới 18 kg thôi nha mấy chế. 17-18 kg thôi A47. Con kia gần rất nhiều. 19 kg. Con kia gần nhiều kg. Khung mà để chế coi 15 kg. A47 100 ngàn kèm size dùm em mấy chế ơi. Rồi A46 em cho chị Lan Nguyễn. Không vừa đâu Phương ơi. 15 ký. 15. Ủa? Không. Chị Phương Phương Trần. A47 em cho chị Nắng Hoa. A47 ra này nè, 15 ký nè. A47 cho chị Thanh Nguyễn. Không, có cái 15 ký à Phương. 8 ký. Mấy ký? 8 ký. 8 ký có nè, 8 ký nè. Size 90. 8 ký nè. Size 90 nè. Này nhí size 90 đó. Rồi còn cái size 90. Và một cái size cho bé 80 kg nè. Quá đẹp luôn. A47 còn hai cái. A47 100 ngàn mọi người thấy cái quần nè. Xuất sắc chưa mấy chế? Đẹp chưa? Có 100 ngàn thôi mà ở nhà thoải mái. Cái chiếc vải rất là mát và mịn. A47 100 ngàn kèm size thì em còn hai set. A47 còn set set 90 và set 80 á, 8 tới 10 kg Phương ơi. 9 kg cái này ha. 9 kg cái đó. A47 em chốt cái chị Nhung Võ, chị Phương Phương Trần. Nhung Võ nè, rồi còn set size cho bé tới khoảng 10 kg á, 10-11 kg. A47 còn set nữa kìa. A47 chị có nha chị Phương Phương Trần ơi. Quá đẹp. A47 12 kg. Nhung Võ 12 kg là size 90 này, không biết được không nha. Được đó Phương ơi, tầm á khài nè. Tầm sai khài nè. Ồ, tôi uống thoải mái. Lưng quần ok. A47 em cho cái chị Lan Nguyễn. Rồi hết luôn á. Rồi mã A48 này set trai gái đều mặc được. Em có size cho bé khoảng cái này mà treo á mới còn á. Hết trơn rồi, không còn một cái nào luôn. Treo mới còn nè mọi người ơi. Rồi cái này 100 ngàn 80 ngàn thôi, set này 80 ngàn kèm size giùm em. Size cho bé 80-11 kg. 80-11 kg, 80 ngàn kèm size, 80-11 kg, 80 ngàn nguyên set bộ A48, 80-11 kg, A48 không có size 120 chị gà rừng ơi. Rồi quá đẹp luôn mấy cái set bộ xuất sắc, xuất sắc xuất sắc. A48 đó size cho bé 9-10-11 kg, 9-10-11-12 kg á mọi người. A48 cái đó trai gái mặc đều được mấy bà ơi, set bộ mặc thoải mái lắm. 12 kg được không, size 90 á Phương, chị Hà Nguyễn được không? A4 có set bộ là size 120 không em ơi? Em không biết nữa, cái này nó lẻ lẻ không mà mấy chế ơi. Rồi màu này em cũng còn hai set, màu này em còn hai set size 80 và size 90 mọi người. Size 8 kg tới khoảng 12 kg, 8 kg tới 12 kg màu này em còn hai set. Rồi A49 kèm size màu này em còn 2 set.
8 tới khoảng 11 12 kg kèm size giùm em. Cái lưng quần rất là thoải mái luôn, mọi người thấy không? Cái lưng quần siêu thoải mái luôn. Rồi, A A49 trăm ngàn còn 2 set. A49 trăm ngàn còn 2 set. Cùng size này. Size 80 và size 90. 8 kg đó, ừ. Lấy cái bọc mới đi em, cái đó bị gắt như vậy à. A49 này giống chị Thanh Nguyễn. Nó bị gớt cái bill ra. Rồi còn cái nữa. Còn cái 90 kg nữa. Ship mấy gì bạn ơi? À, ngoại thành với lại tỉnh là 35.000 đồng giá nha mấy trẻ ơi. Còn Sài Gòn mà trong nội thành thì 20.000. Phí ship bên em rất là rẻ luôn, thật sự. Phí ship mọi người nói chung là bên em làm đồng giá thì nội thành là 20.000, Sài Gòn nội thành 20.000, tỉnh với lại ngoại thành là 35.000. Rồi, còn set A49 nữa không em? Còn một cái. Còn cái size cho bé khoảng 90-11 kg mọi người, cái set đó xuất sắc luôn á. Rồi cái này A50 kèm size giùm em. A50 này 90.000, A50 90.000, nguyên một set bộ bé gái 90.000, size cho bé 80 kg nè mọi người. 80 kg. A50 kèm size giùm em, chị Hồng Tây ơi, không có 18 kg chị ơi. Rồi A50 nè, A50 90.000. Quá đẹp luôn rồi, A50 xuất sắc. A50 còn có set 90.000, 80 kg. Rồi tiếp tục A51 mọi người ơi. A51 này cái quần chất linen như thế này ha. Còn một cái áo thun. Cái này 101 kèm size giùm em. A51 101. 101 size cho bé khoảng size 102 nè. A50 8 kg gì Thanh Nguyễn kìa em. Rồi tiếp tục A51 mọi người ơi. Mưa á mọi người, nên cái mạng nhà em nó hơi bị gì chút xíu mọi người. Chấm bài trong lúc mà nếu mà không chưa có size của mình á thì chấm bài giùm em nha mọi người. Rồi A51, cái này size 102 nè, size cho bé khoảng 15 kg mặc được không? Được. Cái phần này được. 101 nè. Nó bộ 1. A51 cho chị Nắng Hoa. Rồi tiếp tục A52 luôn mọi người ơi, 101 luôn. A52 101 luôn, nguyên set bộ xuất sắc luôn. A52 101. Size này size chắc em có size lộn xộn, mọi người cứ comment lộn xộn size đi. A52 kèm size nguyên một set bộ bé gái này, A52 xuất sắc chưa mấy bà. A52 set bộ bé gái nè, quá đẹp luôn. Cái quần và một cái áo 101 kèm size giùm em. Hết rồi, còn lẻ size nè. A51 hết nha chị Hồng Tây ơi. Rồi A52 đi mọi người, bé gái nè. A52 kèm số cân giùm em. A52 xuất sắc chưa? Dễ thương quá. A52. A52 kèm số cân giùm em. A52 kèm số cân, A52 mấy bà ơi. Một con áo nè. Mùa hè mặc ok nha mấy bà. Dễ thương lắm cái chất nè. Hoa hoa nhí nhí như thế này. A52 kèm size 10 kg. 10 kg, A52 10 kg. Nãy chứ nói nhiêu tiền nha? 101 không? 10 kg. 8 kg. 10 kg, 8 kg. Không biết có không nè Phương ơi, để chị coi thử rồi. 10 kg 8 kg nè. Cái này tầm khoảng 8 kg nè. Cái này 8 kg nè. Rồi cái này 10 kg nè. Ôi, sếp cây hồi trước có mặt bằng ở Hậu Giang phải không sếp? Dạ đúng rồi đó chị Huỳnh Nguyễn ơi. Chính xác luôn rồi đó chế. Bây giờ em vô hẻm rồi mấy chế ơi. Bây giờ vô hẻm rồi mọi người ơi. 20 kg đâu có đâu. Không. Cái này có size 102 nè. Có 100. Có 13 kg nè Phương ơi. Cái này hết size ta nhỏ rồi. Còn cái 12 13 kg còn nè. 10 kg ok. 10 kg đó. 10 kg này đúng không? Ừ. Còn 13 kg. 13 kg rồi. Em còn 8 mới nãy size gì em? Còn 12 13 kg nữa nè. Size 100 thì lấy. Cái này chứ còn số chứ gì? Chỉ có bụng. Chị Hà Nguyễn đó hả? Dạ đúng rồi. Cái này 90 nè. Dạ. Xả ra cho chị đi. Chị lấy sang trăm mà xả ra đi. A48 là chị nào comment mà chưa được chốt chút lại giùm em nha mọi người ơi. A48. A48 cho chị Thanh Nguyễn đi em. A48 cho chị Thanh Nguyễn đi. Rồi, A52. Em A52 đó em còn size cho bé sang trăm nè. Một sang trăm và sang 102 nha mọi người. Sang 102 này mặc được tầm 12 13 14 kg. 13 kg quăng xuống chưa? Hả? 13 kg. 13 kg quăng rồi. 14 kg. Cái này 13 kg nè. 18 kg nè. 10 kg mặc được sang trăm đâu, được sang trăm đâu 10 kg.
này 13 ký đó, cái đó 8 ký đó. Rồi tiếp tục mấy bà ơi. Mã này A49 cũng 101 luôn. A49 101. A53 chứ. Ủa? Ờ A53 101 luôn mọi người ơi. A53 101 luôn. Kèm số cân kèm màu giùm em. Màu nâu và màu vàng đi nha mọi người. Màu nâu và màu vàng. Thôi màu vàng và màu thôi. Màu nâu đi. A49 là gì vậy chứ? Màu gì ta? A48 là cái set màu nâu BB á chị. A48 chị Thanh Nguyễn đưa đây chứ cho chị Thanh Nguyễn coi lại. Ok giùm em nha chế. Nè, chị Thanh Nguyễn. A48 này ok không? Ok giùm em nhé. Rồi A53 kèm màu giùm em đi mọi người. Màu này là A53 nè, màu này A54 đi. Màu này A54, màu này A53 kèm size giùm em nha. Đang coi nè. Rồi A53 là cái này nè, xuất sắc luôn mọi người. Nguyên set bộ, cái này mọi người có thể điều chỉnh lại được nha mọi người. Cái dây này mọi người có thể điều chỉnh không sợ bị gớp ra mọi người ơi. Rồi A50 101 luôn kèm số cân giùm em. Còn có lẻ lẻ thôi mọi người. 101 kèm số cân giùm em. A53 là cái này. Và A54 là cái này. Nâu là cái này nè. A53 và A54 kèm size giùm em nha mọi người ơi. Chị Thanh Nguyễn ơi, cái bi đó chị ok giùm em nha. Nâu nè. Rồi A53 và A54 kèm size nha. Màu nào cũng đẹp hết mấy bà ơi. Màu nào cũng xuất sắc luôn. Cái dây này mọi người có thể điều chỉnh được. Và nó gút. Mọi người không có sợ nó bị rộng đâu. Cả nhà không có bị rộng ở xa đâu. Mọi người yên tâm nha. Rồi A53 và A54 kèm size. A53 8kg. Màu nâu phải không? Màu nâu 8kg nè. A52 em chốt chị Nguyễn Thị Hồng Thắm. Và chị Hội. Chị Thanh Nguyễn. Nè A53 8kg nè. A54 là màu gì? Màu vàng. A54 là màu nâu. A54 là màu nâu. Màu nâu mấy ký? A53 là màu nâu. Ấy đi. Màu nâu đó. Cái này màu nâu nè, cái này màu vàng nè. Thì đó, đó hai mã đó đều là nó hết. Rồi 8 ký nữa nè. A54 như chị nâu nhung vỏ phải không? Rồi tiếp tục. Rồi một cái nữa chứ. Cái thôi. Size 90 hả? Size 90 nè. Rồi size 90 cho chị Phương My. Muốn trực tiếp mua luôn được không số? Chị Hình Nguyễn ơi, tại vì em bán online á chị nên chị chọn online giùm em nha. Tại vì em không có treo mẫu như lúc trước ở bên Hậu Giang nữa chị. Mọi người chia sẻ chia sẻ bài viết giùm em đi mọi người ơi. Trời mưa mọi người. Mình đâu có đi đâu được đâu đúng không cả nhà. Muốn đi chợ cũng đi không được nữa. Nhà gọi GoViet hay là Grab gì giao tới nơi. Nhà coi like. Rồi lên mấy cái set bộ này cũng còn ít à. Set bộ này cũng còn ít à. Chốt đi nhí. A54 em chốt chị Phương My, chị Thanh Nguyễn, chị Nhung Võ. Rồi tiếp tục mã này là A55. A55 này còn mấy cái vậy em? Đem mấy cái bộ bé Nam ra chia sẻ hết 100 ngàn luôn. Đồng giá 100 ngàn luôn mấy chế ơi. Đồng giá 100 ngàn kèm số cân giùm em. Mã này là A55 kèm số cân nha mọi người. 100 ngàn em có tới size bé 18kg. A55 set gái còn không hết rồi chị ơi. Set gái hết rồi còn có mấy set này thôi đó. Chỉ có mấy set này thôi à mọi người, rất là đã luôn. Để nó đi, đem ra đây chế sale luôn. Cái này cũng còn 2 set nữa nè. Rồi tiếp tục mã này là A55 kèm số cân giùm em. Phùng phùng. Dạ đúng rồi. A55 này 100 ngàn nguyên set, trời ơi. Cái chất mát lạnh luôn mấy bà. Cái chất quá đẹp luôn, cái chất xuất sắc luôn mọi người ơi. Có 100 ngàn à. Mọi người đi ra ngoài mua đâu có giá này đâu. Thật sự luôn em bao giá khóc cái Việt Nam này luôn. Không có ai bán cái set này mà 100 ngàn cho mọi người đâu. Giá nào mà đi ra mua dưới 100 ngàn. Quay lại em đền gấp đôi luôn thật sự. Quá đẹp luôn. A55 kèm số cân. Mã này từ 8kg tới 18kg, 17-18kg. Không có size lớn. Chưa kịp. Có đã hết rồi. Rồi tiếp tục A55 đi mọi người. A55 A55 100 ngàn. A55 cái mặt cỡ 17 ký là gì? Ừ 16-17 ký. 16-17 ký thôi à. 18 ký không được. Ủa cái A54 thì chế thấy ở ngoài. Ở tổng còn nữa. Cái này là
không? Chị nhét vô đây thôi đúng không? Rồi này mã này A56 cũng 100 ngàn, em còn 2 set rồi mọi người. Đơn em đi rồi phải không chị? Dạ đúng rồi đó chị Nắng Hoa. Đơn của chị đi rồi á chị Nắng Hoa ơi. A55 12 kg. Nhà 12 kg A55. Rồi chị A55 em chốt chị Mai Ánh Tuyết. A56 này cũng 100 ngàn luôn, em còn 2 set size cho bé 80 kg. A56 80 kg. A56 2 set 100 ngàn luôn nha mọi người. A56 này còn 2 set 100 ngàn kèm size giùm em. A56 A56 100 ngàn kèm size ha. Nguyên set bộ mặc nhà cho bé xuất sắc luôn, cho bé mặc đi học cũng được. Cái chất rất là đã luôn nha mọi người, về cảm nhận cái chất giùm em chứ không phải cái chất dẫm dởm đâu nha mọi người ơi. Thật sự quá đẹp luôn. Xuất sắc xuất sắc. A56 kèm số cân giùm em. A56 còn 2 set 80kg nè. 100 ngàn. Ôi cái A57 này còn sót lại set bé gái nữa chứ. A57 cũng 100 ngàn luôn mọi người ơi. A57 100 ngàn set bé gái nè mấy chế. Set bé gái nè, A57 kèm số cân giùm em. A57 này size cho bé từ khoảng size cho bé 15-16kg nè mọi người. 15-16kg một cái. Hai cái 15-16kg hả? 15-16-17kg luôn. Lạnh quá. 15-16-17kg luôn mọi người. A57 15-16-17kg 100 ngàn. Size 120 nè. Quá đẹp luôn. 100 ngàn kèm số cân giùm em. Có size bé trai 24kg không chị? Dạ. Chị đã hỏi chắc hỏi đồ có 24kg không? Có chị Liên Huỳnh ơi. Có vài mẫu á chị. Rồi A57 đó. A57 đó nguyên một set bộ quá đẹp luôn mấy chế. 100 ngàn kèm số cân mấy bà ơi. Cho mấy bà xô lại. Cái này không lấy là hơi bị tiếc luôn. Ồ, xuất sắc mấy bà nhìn ở phía sau nè, dễ thương lắm. Nguyên một set luôn có 100 ngàn. Đi đâu mua cái set này 100 ngàn trời. Dễ thương lắm. Xuất sắc luôn, cái lưng rất là thoải mái luôn mọi người ơi. Cái lưng siêu thoải mái luôn nha. Nguyên một set 100 ngàn kèm số cân. Rồi tiếp tục. Mã này là bao nhiêu rồi? A58. A58 kèm số cân giùm em. A58 60 ngàn kèm số cân. A58 60 ngàn, cái quần này xuất sắc chưa mấy bạn? Đẹp chưa? Từ từ để em chia sẻ lại bài viết cái. Rồi mã này là A bao nhiêu? Dạ A58 size cho bé từ khoảng 14 tới ở khoảng 16 tới 18 kg kèm số cân nha mọi người. A58 14 tới 18 kg kèm số cân giùm em, cái quần quá đẹp luôn. A58 60 ngàn kèm số cân giùm em. 60 ngàn thôi không? A58 60 ngàn kèm số cân. A58 60 ngàn. Cho em coi được không? A58 60 ngàn, chị nào vậy? Em đang lên hàng lẻ lẻ size này mấy chế ơi. Chị chờ em tí nha. Trời ơi. Bánh bèo má ơi luôn. Quá đẹp luôn. Ủa đâu xóa ra được. A58 17kg. A58 17kg kìa. Trời ơi, nguyên set bánh bèo má chế. Má chế ơi, trời ơi, trời ơi, nhìn nè, má chế đi quẩy ha. Dễ ưu quá à. Xuất sắc luôn, mua một set này. Nguyên một set này để em suy nghĩ giá là bao nhiêu. Quá đẹp luôn. Nguyên một set bánh bèo. Trời ơi, má ơi. Đẹp. A59 giùm em đi mấy bà ơi. A59 nha, nguyên một set này 100, 150 đi cả nhà.
nguyên một set quá đẹp luôn. Cái chất này mọi người thấy không, quá đẹp luôn, không hề ngứa luôn, em đảm bảo với mọi người nha, quá xinh luôn. A59 kèm size giùm em, trời ơi dễ thương quá. Cái này mang thêm đôi giày nữa là hết bài luôn mấy bà ơi. Cái màu hả, cái màu màu neon, cái màu quá đẹp luôn, cái màu xuất sắc, cái màu. Rồi cái này em có size 100, size 100, size size 80. Em có size cho bé 80 kg và đến size 80 kg tới size 27 kg không có. 80 kg, 80 kg tới size tầm khoảng 14 kg thôi mọi người. Mã này em không có size lớn nha chị ơi. A59 này em có size cho bé 80 kg tới size cho bé 13 14 kg, 13 14 15 kg thôi mọi người. Vui một set, trời ơi xuất sắc. Hết sảy công bà bảy luôn. Dễ thương quá, đi quẩy hết bài luôn. Nó chơi gì chứ, mang cho bé đi chơi rồi này kia ok lắm mọi người, mang kèm thêm đôi giày nữa, xuất sắc. Cái màu quá đẹp luôn, cái màu, cái màu lên. Còn gì bằng nữa. Em đang về đầm xe lớn đó chứ ơi. Nè, phân nó hết rồi nè. À, đâu đó, em giống chị Lê Chi. Rồi, tiếp tục. Ôi, em còn mấy, còn một ít nữa này mới chết. Cho miếng nhạc lớn lớn lên đi Phương. Rồi cái này chi ân cho mọi người luôn, 80.000. Cái đầm này 80.000, 8-10 kg 80.000 kèm size giùm em. A60 8-10 kg 80.000 kèm size giùm em. 80.000 thôi nhanh lẹ mọi người ơi, 80.000. A60 80.000, 80 kg. A60 80.000 kèm size giùm em mọi người ơi. Rồi tiếp tục. Mã này là A61, con quần này chi ân cho mọi người 60.000 thôi. Con quần 60.000 kèm size A61, con quần 60.000. Size cho bé từ khoảng 15 tới 17 kg. 14, 15, 16, 17 kg ok. A61 kèm size nha, con quần quá đẹp luôn, 70.000 ha em. Dạ đúng rồi. 70.000 mở đầu, mở nhạc từ đầu lại đi Phương ơi, ngủ quá trời ngủ. Rồi, mã này là A61. A61 này size cho bé từ mấy bà đâu hết rồi, coi không chấm chấm bài gì trơn, nó buồn ghê luôn. 50 đang xem. Buồn ghê luôn mấy bà, chấm chấm bài giùm em đi mấy cháu ơi. A61 kèm size, size cho bé từ khoảng 15 tới 17 kg. A61 kèm size giùm em 60.000 kèm size. 60.000. Ừ 16 kg được luôn. A61 em chú chị Út Nguyễn. Rồi tiếp tục, mã này là A62 kèm size giùm em. A62 70.000 luôn mọi người ơi. A62 70.000. Size này size cho bé 12 tới 14 kg. A62 70.000, 12 tới 14 kg xuất sắc luôn, phối kèm với lại áo thun mấy chế ơi. Phối kèm với lại mấy cái áo thun màu kem kem được nè. Dễ thương chưa? Quá đẹp luôn. Bé gái mà lên mấy cái màu này là khỏi phải bàn rồi. A62 kèm size giùm em đi mấy bà ơi. A62 kèm size. A62 này dễ thương quá, 12 tới 14 kg, 14 15 kg ok luôn. Ở đây có con mèo. Quá đẹp luôn. Rồi mã này là A63 nè mấy chế. A63 này dễ thương không? Quá đẹp. Xuất sắc. Chờ tí em thoát cam vô lại nha mấy chế ơi. Hay là like luôn đi. Like luôn. Ôi có mấy cái đầm này đẹp quá nè. Rồi đầm này là A6 mấy? A63. A63 này size cho bé 10-12 kg. A63 đầm này 60.000, 10-12 kg. A63 kèm size giùm em đi mọi người ơi. Ở đây thêu nè, thêu con ruby nè, có cái túi nhỏ thêu như thế này và phía sau như thế này. Rồi A63 kèm 60.000 kèm size 10-12 kg A63. A63 10-12 kg. A63 10-12 kg kèm size giùm em. Này size 150 nè mọi người. Size cho bé 30 tới 35 kg. A64 30 tới 35 kg. Dạ tối nha chị Tiến Võ ơi. Mà áo khoác em không có size lớn, em có size nhỏ thôi à.
nó size tới tầm khoảng 20kg, 22kg. Rồi tiếp tục mã này là A64 kèm size, size 150, size cho bé 30-35kg, A64 xuất sắc. Đẹp chưa mọi người? 70 ngàn. 70 ngàn A64, quá đẹp luôn. A64 này, A64 xuất sắc mọi người. 70 ngàn A64 size 150. 30-3, không phải, tầm khoảng 30-38kg đều mặc được cái quần đó. Ôi con này 50 ngàn kèm size dùm em. Con đầm 50 ngàn kèm size. A65 50 ngàn kèm size đi mấy trẻ ơi. A65 50 ngàn kèm size dùm em, 10-12kg. Có size 130-140 để em nha. Tối nay á, à chị, áo khoác thì em không có size lớn á chị Tuyến Võ ơi. Không biết hàng Ruby còn mẫu nào không nữa. Để không em soạn hàng lại em coi nha chế. Rồi tiếp tục mã này là A6 mấy? A65. A65 10-12-14kg. A65 50 ngàn kèm size dùm em. 12-14kg, A65 50.000 kèm size. A65 12-14kg 50.000. Chờ em tí nha mọi người. 27kg. Hả? A65 hả? A65 cái đó chị ơi. A65 là cái quần của chị. A64. Không, cái quần là A64. Cái quần là A64 chị. A65 em không có 27kg nha chị ơi. Chờ tí mấy chị. Chốt hay gì? Không.